Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thực hiện thành công ca ghép gan cứu sống bệnh nhi 1 tuổi nặng 6,7 kg. Được biết, tại thời điểm hiện tại, đây là ca ghép gan cho bệnh nhân nhỏ tuổi và có cân nặng thấp nhất được thực hiện tại Việt Nam. Bệnh nhi được ghép 1 tuổi ở tỉnh Nam Định, được chẩn đoán vàng da ứ mật từ lúc 3 tháng tuổi do hội chứng rối loạn chuyển qua mật hiếm gặp tiếp 2. Bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị, xuất hiện các triệu chứng vàng da nặng, gan lách to, suy gan và thường xuyên phải nhập viện điều trị các triệu chứng suy gan. Nếu không được ghép gan kịp thời, bệnh nhi sẽ tử vong. Ca ghép gan cho bệnh nhi được thực hiện sáng ngày 1 tháng 4 bởi hơn 40 y bác sĩ với sự hỗ trợ về chuyên môn của nhóm chuyên gia ghép tạng tới từ bệnh viện Đài Bắc. Khó khăn nhất của ca mổ là kích thước một số mạch máu vô cùng nhỏ, chỉ khoảng 1,3 mm của em bé mới chỉ 6,7 kg. Sau gần một tháng điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn.